Thưa quý vị, sự phát triển nhảy vọt của công nghệ mới đã khiến mạng 2G và 3G không có đáp ứng được nhu cầu của người dùng. Việc dừng sóng 2G được coi là xu thế tất yếu. Đối với tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn như Sơn La, lộ trình tắt sóng 2G sẽ được thực hiện ra sao? Bà Quang Thị Lanh, bản Chậu Cọ, phường Trường Cơi, thành phố Sơn La, năm nay đã gần 80 tuổi. Trước đây bà chỉ dùng chiếc điện thoại đen trắng mà người ta vẫn quen gọi là cục gạch để liên lạc với mọi người, Việc dừng sóng 2G khiến chiếc điện thoại cũ của bà In không sử dụng được và bà sẽ tập quen dần với điện thoại sóng 4G. Khỏi hứa là mấy máy len trắng, sư hà Trước tôi có dùng điện thoại đen trắng do con gái mua cho, giờ thì cũng chuyển sang điện thoại mới này, tôi sẽ tập dùng cho quen. Theo thông tin tổng hợp từ các nhà mạng, toàn tỉnh còn khoảng 32.000 thuê bao 2G Thực tế những khách hàng này tập trung chủ yếu ở các vùng sâu vùng xa, biên giới và nhóm một số công dân ít có khả năng tiếp cận với công nghệ, thuộc nhóm người lớn tuổi, người dân tộc thiểu số. Họ chỉ có nhu cầu với các thiết bị có thể nghe gọi điện thoại và sở hữu thời lượng pin lớn. Việc phát triển hạ tầng của tỉnh Sơn La đối với địa bàn miền núi bị chia cắt bởi rất nhiều đồi núi, sông suối và chúng ta lại là một tỉnh có địa bàn khá rộng đặc biệt là vùng sâu vùng xa do đó việc mà các doanh nghiệp viễn thông việc tập trung nguồn lực để đầu tư cũng gặp rất nhiều khó khăn Xác định lộ trình tắt sóng 2G nằm trong xu thế phát triển tất yếu của công nghệ và xã hội số. Cùng với các doanh nghiệp viễn thông khác, VNPT Sơn La đã đầu tư mở rộng, nâng cấp cơ sở hạ tầng, đảm bảo chất lượng vùng phủ sóng tốt hơn trước khi tắt sóng 2G. Đến ngày 22 tháng 8, VNPT đã hỗ trợ cho hơn 1.500 khách hàng và chuyển đổi hơn 4.000 thiết bị từ 2G sang 4G. Nên VNPT nhận thức rõ cái vai trò trách nhiệm của mình trong cái công cuộc tham gia này. Vì chính vì thế mà về phía VNPT đã chủ động tích cực và đồng thời cũng tăng cường công tác truyền thông, phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn để tập trung và nâng cao nhận thức đối với người dân cũng như là tạo điều kiện cho người dân tiếp cận tốt hơn các dịch vụ thông qua cái việc mà hỗ trợ các sản phẩm dịch vụ cũng như cái thiết bị đầu cuối để thúc đẩy công việc chuyển đổi số nó nhanh hơn, mạnh hơn và đạt hiệu quả cao hơn. Hiện các nhà mạng đang tích cực phối hợp với chính quyền địa phương cử nhân viên đến từng ngõ, gõ từng nhà để phổ biến về chương trình hỗ trợ người dân, khách hàng chuyển đổi, tránh bị gián đoạn liên lạc khi sóng 2G ngừng phục vụ. Ủy ban dân phường Trường Cơi đã phối hợp với các đơn vị viễn thông trực tiếp xuống các địa bàn tổ bản để ra soát tuyên truyền với các hộ gia đình hiện nay đang sử dụng SIM 2G để nâng cấp lên SIM 4G. Thì đến thời điểm hiện tại thì qua quá trình ra soát tuyên truyền thì chúng tôi đã tuyên truyền đến tất cả các hộ dân trên địa bàn phường. Việc tắt sóng hoàn toàn sóng 2G sẽ tận dụng tối đa tài nguyên tần số dành cho các công nghệ viễn thông hiện đại hơn, phù hợp với mục tiêu phát triển của nhà mạng và quốc gia. Đối với tỉnh Sơn La, bên cạnh đảm bảo đúng lộ trình đề ra, chúng ta cũng phải có những giải pháp cụ thể đối với những vùng lõm sóng. Đối tượng khách hàng tại vùng sâu vùng xa để khi sóng không ảnh hưởng đến việc thụ hưởng thông tin của người dân.